luôn mọi người nhá. Hôm nay mình được sang đây xem chị Ngọc như nào. Không có tí thời gian nào với mày đâu. Sao lại đuổi về? Mặt mày ở đây nó như kiểu là mất uy tín rồi đấy. Đúng rồi. Không được mất uy tín rồi. Tao sang đây tao xem mà chị Ngọc đã về chưa. Hay hóa ra đã ngồi đây rồi. Tao tự chưa về, tao phải đi tìm ấy. Em tưởng tối ba chị đi đâu cơ mà. Lại đứng mày, ai bảo với mày. Chả thế, đúng không Tùng? Không. Không. Ai bảo. Em thấy trên kênh hiện tại, thấy tối ba chị trốn đi đâu, tôi không đúng. Trốn đi bao giờ chưa gặp. Tôi nghĩ là cái anh, tao hợp tính với mày nhá. Bây giờ mày sang nước ngoài. Người ta giúp đỡ mày rất là nhiều. Người ta coi mày mà còn cùng làm với nhau. Người ta coi mày như là em gái đấy. Giúp đỡ rất là nhiều và mày nuôi à? Dạ, mày nuôi cái thằng bố mày. Và rất là gia đình mày cũng rất là thích tao, hiểu chưa? Giúp đỡ rất là nhiều và bây giờ tao về Việt Nam. Từ lúc mà mày chưa gặp hai bác đấy là thì hôm qua là hai bác đấy gọi điện bảo là xuống đi chơi. Thế là mày nó có đi không? Nhưng mà chị chắc chị không nói rõ cho anh Toại, anh Toại biết sao được. Toại có đi không? Thì chắc chắn là có nhưng mà... Ừ đấy, thế thôi. Rất là đơn giản, đi có một tiếng rồi về. Mà tao không bỏ bê con tao đâu, tao vẫn chăm sóc nó từ A tới Z thì tao mới đi. Lúc nó ngủ tao mới gửi mẹ tao đi, hiểu chưa? Ồ, thế lúc qua đi không nhìn thấy anh Toại cả. Không, tôi nghĩ tôi đi mà. Tại vì lúc ấy làm sao, tôi nghĩ đến cái chuyện mà... Anh lúc nào sang đây cũng chỉ thấy ngủ. Em cứ tưởng là chị chưa về nên em sang đây xem về chưa, hóa ra cũng về rồi. Mong thấy em cậu ngủ 24/7. Từ từ. Điều quan người tức hơi bị nhiều đấy. Thôi. Ô, tớ thật mà. Tớ sang đây tầm thì 3 tiếng đi. Thì Bom lúc nào sang ngủ từ tầm 2-3 giờ. Bom bỏ đại ca vẫn đang trong 3 tháng cước của đại ca nhỉ. Đại ca kiểm chặt được nhiều. Đại ca mới được người quả người ép ai như này. Uầy, được hai quả lắp chân bom, ai tặng đây? Bao nhiêu ngày rồi? Ai kỷ niệm đây? Fan tặng này, rất là xinh. Cái này là do là cắt vòng cổ bà nội đi để đúc lại cái vòng này trong năm. À được á. Đẹp trai giống bố nhưng mà bố chưa cho con một cái tên vì không biết là bố nào. Thế hôm qua thế đặt cái gì Ngọc Bảo. Bố Ngọc Bảo nhưng mà hiện tại tôi phải ghi tên cho con thế thôi nhưng mà Bom thôi. Tại vẫn tên là Bom. Đặt tên là mới làm giấy vệ sinh thôi. Mới em nói là bao giờ đã có đăng ký kết hôn đâu mà làm giấy vệ sinh. Tôi thật với cậu bây giờ làm chỉ có bị phạt rất là nhiều tiền. Mà không cẩn thận còn linh cai linh ấy, đừng có đùa. Đừng có đùa với em nhỉ. Đừng có đùa với em Bom. Chỉ qua cái đợt này thôi. Ừ, thì cuối năm cưới cho nó mát. Người nhìn cái có mà sắp cưới, không cưới được đâu mà cưới. Ừ. Các bạn không cưới đâu. Anh ấy chưa bảo là không cưới, chỉ là chưa cưới thôi. Thế thì các cậu không biết rồi. Bạn cứ nghĩ vậy chứ. Tớ là người trong cuộc tớ biết. Người ta đang làm cái gì. Ta không phải tớ cái gì đâu kể.